tàu cần cẩu lớn nhất thế giới của Trung Quốc Lam Kình đang di chuyển trong khu vực đặc quyền kinh tế Việt Nam. Các nguồn tin về Biển Đông trích dẫn dữ liệu theo dõi tàu cho biết hôm 3 tháng 9. Thông tin này cũng được một chuyên gia xác nhận với VOA và đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam đang theo dõi động thái của con tàu. Theo South China News và Indo-Pacific SCS Info, tàu Lam Kình của Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc xuất hiện trong vùng biển Việt Nam hôm 3 tháng 9 và có thể Bắc Kinh đang chuẩn bị đưa một giàn khoan tới đây hoạt động. Tin nói, sáng ngày 3 tháng 9, Lam Kình cách đường cơ sở của Việt Nam chưa tới 11 hải lý và cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý về phía nam, nghĩa là trong lãnh hải Việt Nam, cũng là nơi có dự án cá voi xanh mà Việt Nam đang hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Mỹ ExxonMobil. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICES trụ sở ở Singapore nói với VOA rằng đi kèm Lam Kình là mấy tàu vận tải và hàng chục tàu cảnh sát biển Trung Quốc. Ông Hợp đưa ra giả thuyết có thể do thời tiết xấu khiến Lam Kình phải di chuyển xuống khu vực bên dưới, nhưng ông không loại trừ khả năng Trung Quốc có thể từ một mũi khác kéo giàn khoan vào hoạt động trong vùng biển Việt Nam. Đang dự một hội nghị an ninh ở Singapore với sự có mặt của các nước Trung Quốc, Nhật, Australia, Ấn Độ, v.v., tiến sĩ Hợp cho biết là các bên đang rất quan ngại về tình hình Biển Đông, với cảnh báo rằng không còn ranh giới giữa hòa bình và chiến tranh trên biển nữa trước những hành vi hung hăng khó lường của Trung Quốc. Theo tiến sĩ Hợp, Việt Nam và các quốc gia liên quan đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, tức là khả năng xảy ra đối đầu quân sự. Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng kêu gọi các nước giúp giảm căng thẳng ở Biển Đông.